Xin kính chào mọi người đã trở lại với cái video của em ha. Hiện tại bây giờ thì em đang có mặt tại đài hỏa táng ha mọi người. Để có một đám tang vào đây hỏa táng không biết của cụ ông cụ bà, thì xin mời mọi người theo dõi cái video của em ha. Không biết là của cụ ông cụ bà nam hay nữ, còn trẻ hay là con nít, thì bây giờ xin mời mọi người theo dõi video. Bây giờ thầy cũng đã vô tới mà. Rồi theo vào trong mình sẽ làm 4 cái lễ ha mọi người. Sau cái lễ tứ bái thầy sẽ hỏi gia đình có xả tang thì thầy sẽ tang, còn không thì sẽ hàng ngoài xuống ha. Và hiện tại bây giờ mình thấy cũng có gia đình đưa đi hỏa táng. Thank you.
Tứ bái không người, tứ bái sẽ chuẩn bị hạ huyệt. Đây thì mình thì chuẩn bị hạ nha mọi người.